về tí về sau đó là mình lại đi mình sang kia lại một thời gian dài, hè anh Vâng. lại về đi theo cái năm học mà ở thế hè mới về được vài tháng Vâng. Anh có bên năm ở nay. bên Ecopark không? Hay là ở đâu? Anh có ở vẫn ở bên Ecopark À thế ở chỗ à? Park River, ừ, À, lúc à nào đấy. để em sang chơi rồi Thế lúc còn nào đến anh khi sẽ sang thăm chị. mà không anh đi sang Mỹ thì lại cho thuê hả? Cái để nhà đấy, để nhà đấy. À thế à? Ừ, cái nhà đấy là cái nhà biệt, kiểu biệt thự song lập mà Em đến ô rồi. tô để Em đến đấy, rồi. ừ đấy, À, thế em cứ đến rồi. để đấy thôi. Thế còn cũng định là anh chị bảo thôi mình đi nhiều thì khi mà cho thuê thật. Vâng. Thế thì anh chị bảo ừ thế về đợt này nếu mà có xem xét có cho thuê thì bảo bọn bọn sale ở đây với bọn giới thiệu chuyên ở ở Ecopark, nó có chuyên kiểu thì nó có nhiều lắm của Vâng. quốc tế thuê ấy các cái Đúng rồi. Vâng, bên cái đấy đẹp loại mà. nhà nữa. Thằng Phúc nó ở bên đấy, nó làm bên đấy đấy. Có gì anh bảo thằng Phúc. Đúng rồi, đang Thằng ngủ đây Phúc cũng ấy. quyền đấy. Đấy. Hôm nay công ty phòng mà trước anh ở trên phòng 402 hôm nay nó cũng nó nhà cái cậu thuê mấy năm nay bây giờ nó có vợ nó có con lại thêm một đứa nữa, nhà đông quá nên nó chuyển sang cái khu chỗ nó tìm cái phòng lớn hơn để có thêm căn hộ, thế là nó trả thì lại cũng có người vào ngay. À thế Thì à. chị đang ở trên đấy, chị đang thảo luận hợp đồng Vâng. đấy, Bên ấy gọi thì đẹp gọi mà. điện đấy. Thế em Với tình hình lại ở trên kia thế nào, tình hình trên yên thế tình hình yên thế thì vẫn thế anh. vẫn thế hả? Vâng, để Hà nó trong. Hà nó Thôi em trong. cứ giữ được thì tốt, hãy giữ được trong Vâng. anh đi nhiệm kỳ trong các cháu này chắc là cũng phải mất 5 năm thì anh cũng dẫn về. Thì chúng nó thì cứ muốn mà ông bà ở bên hẳn bên bên Mỹ đấy, anh ở bang nào? anh ở bang Texas, vì Texas các à? cháu nó ở công tác ở trường đại học Texas ở Austin, À thế à. AT, đấy, cho Vâng. nên ở đấy thì hay lắm. Texas nó là một ở chỗ Austin đấy là một trong những nơi gọi là đáng sống nhất ở Mỹ, một trong những À 10 thế. điểm đáng Vâng. nghĩa, hay lắm. Tốt Tôi rất quá. thích, nhà Vâng. cửa có vườn Thế tự xong mình rồi có anh mọi sang đấy anh cái. cứ ngồi anh viết bài với làm việc ở bên đấy. Không, anh làm việc bên này là chính ấy, làm việc của các cái của cơ quan này là chính. À thế nhưng mà Thế làm còn từ viết xa bài ấy. làm từ xa, thì Vâng. em bảo nghiên cứu thì chủ yếu là viết bài. Vâng. Thế cái thêm mà lại cả thêm những các cái hoạt động của các liên minh rồi là kể cả những các cái hoạt động của bên trường đại học bên cũng Vâng. tên cũng nhóm về y tế nó cũng mạnh lắm, nó cũng đề nghị anh tham gia. Vâng. Tức là anh chị ở đến đây hôm nào đi nào? Anh chị để anh chị thì khả năng gần này ăn Tết là chúng nó đã kéo về Quảng Ninh, tức là ngày 9/30 mùng 1 là về Quảng Ninh. Đấy. Vâng. Đấy Không, thì tức nhưng là mà để có gì từ hôm nay em mình phúc qua đó từ hôm nay cho chơi. đến 27/28 là anh chị còn ở đây. Vâng. Bởi vì Đấy, bảy hai bảy tám. là con Bông nó lấy chồng thì nó lại 29 thì nó đi lên Phú Thọ. Thế thì còn em thì Phúc ở nhà. Thì có gì em qua đó. Ồ, tốt Vâng. quá. Vâng, thì có gì em sẽ qua thăm anh chị. Rồi anh em qua, xem thế nào Vâng. rồi mình bàn mọi Vâng. chuyện ở trên kia thế Vâng. nào rồi các thứ, Vâng. tình hình đời sống, tình hình đất nước nữa. Chứ tình hình thế này thì anh thấy cũng đáng ngại lắm nhưng mà Thế không nó biết nữa. thế có gì đâu anh, nó vẫn thế. Nó cứ thế nó phát Không triển thôi. Không có gì cả đấy. nó không phát triển được đâu. Anh thì Vâng. anh tính là nó phát triển theo cái chiều hướng mà nó giống như ấy thôi. Bởi Vâng. vì là các cái bên gọi là vào đầu tư nó toàn là những loại đầu tư của thương mại bẩn chứ nó không phải là loại chứ không phải là loại thương mại sạch. Thương mại sạch thì nào đảm bảo nó phải có một cái hệ thống luật pháp nghiêm minh. Đấy, thì chứ Anh không ở chắc bên là thế. Ecobank là được đấy, cái môi trường bên đấy cũng đẹp, sạch, Ecopark được, và cho nên nó anh là bên Úc họ đang đề nghị anh lúc nãy đã gọi với Phúc đó để kéo về lập trường đại học trường trường phổ thông theo cái kiểu của à Úc nó đã làm ở cái Mỹ. trường của Vin Lê Cơ Linh nó về nó làm đấy đấy. Nó đang đề nghị anh về ấy rằng này. Hôm nay thì nó đang thu xếp, nó bảo 11 giờ rưỡi là anh nó đưa anh đến thăm trường đại học ấy này. Ai Lê Lê Cơ Lê Linh Mê ấy Lê Vũ hả? Anh. Vâng. Nó bảo mời cả anh Mê Lê Vũ Anh mà nó đề nghị Tốt anh tham quá, gia vào. anh tham gia và Đấy đi nhỉ. cái trường ấy được đấy. Nhưng mà được, nhưng mà anh nghĩ là phải đầu tiên nó phải theo cái nó làm tiền thì được nhưng mà không không phải chỉ là sống chết làm tiền, anh ghét những bọn sống chết làm tiền, nó phải có chiều chuẩn đạo đức chứ không phải là cứ học phí thật cao là được, anh không thích lắm. Nó liên Nó kết phải với mức bên độ Mỹ mà. liên kết, anh chỉ hiểu thừa sức hiểu liên kết trong đó thôi, liên kết mà nó không anh không chặt ngay từ đầu đào tạo từ bắt đầu từ 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 bắt đầu ở bên này ấy, đào tạo về mặt đạo đức về mấy làm ngành y nó phải nhân đạo làm đầu dạy cho nó những cái cơ bản chứ còn đây là chỉ đào tạo để lấy bằng thì em ở bên Mỹ nó bằng bằng đầy trường đại học trăm mấy thằng trăm nó cũng là tôi làm trường đại học trăm mà bây giờ đóng cửa đấy bán bằng là chính chứ. Ui rồi, Bán
em không thấy các trường ngay cả đến Hà Vất, ngay cả đến đấy các cái mà cứ vào mà học hành còn không ra tao vẫn vào được, cứ đóng tiền là vào được. Ừ, Hà Vất ấy, chứ không phải là không đâu. Ừ. Nói chung là Hà Vất ấy, nha, nó không phải là nó giỏi về dạy mà rất là cái đầu vào của nó tốt. Nhưng mà trong đầu vào nó tốt thì có đến 30% được bằng tiền. Còn đầu vào tốt thật năng lực ấy thì chỉ có được ấy. Những đứa nào nhận được học bổng trực tiếp của nhà đại học Hà Vất hoặc các nơi sẽ vào, ok. Tốt, phải có học bổng. Đấy, thì nó thực sự là nó chọn tốt mà vào đấy. Thì em biết rồi, đi học học trường đại học chủ yếu là mình tự học đấy. Còn nó là môi trường để giúp cho mình làm chính nhé. Chứ còn giảng dạy mà tốt thì không phải là ấy làm đâu. Khi nó tụ hợp được các giáo viên đấy tốt thì tự nhiên nó làm dạy tốt thôi. Thì con gái anh đã học hành ở bên đấy rồi, cộng thêm với lại cái con gái anh đang giảng dạy đấy, nó đang làm có giáo sư ở trường đại học Texas mà ở Austin, anh có lạ gì đâu. Về hệ thống giáo dục đấy ra sao, còn thế nào là giáo dục tốt thì có thời gian mình sẽ biết. Thế hai vợ chồng Mai Ngọc bây giờ có vẻ là tốt đấy nhỉ? Các cháu ấy thì nó tốt về vì chúng bọn nó là loại hàng đầu. Yên tâm rồi. Nó trẻ mà toàn học một tiếp và đứng còn loại hàng tiền thế giới mà. Mà bên đấy học thì mình thấy rằng là các cái nguồn trí thức như thế bọn giỏi nó vẫn đổ sang Mỹ. Trung Quốc có tài đến mấy, có kinh tế mạnh đến mấy, đất nước kinh tế mạnh vẫn không được, vẫn cứ bọn giỏi là vẫn cứ gì. Ví dụ như là cái ngành không phải bởi vì thế này, cái môi trường làm khoa học phải là thằng Mỹ. Thế còn môi trường chính sách của thằng Mỹ thì lại tồi, muốn làm gì? Môi trường chính sách của Mỹ không còn là hay đâu nhá, mà chính sách Y là tồi lắm. Đấy, thế còn chính sách ấy, chính sách mà nhân đạo ấy thì phải là Âu Châu. Phải là Âu Châu, phải Bắc Âu, phải Đức, phải Pháp, y tế thế, môi trường thế mà. Thực phẩm môi trường thế. Làm khoa học thì lại ông Mỹ được. Môi trường hiện hàng Mỹ nó vẫn nhất. Môi trường gọi là môi trường làm khoa học ấy. Hiện đại học ấy. Đấy, thế nhưng mà ở Mỹ em phải nói là thế này là có cả những cái xấu xa đồi bại nhất, nhá. Và có những cái tốt đẹp nhất, văn minh nhất. Thế thì thằng Việt Nam lại học theo Mỹ thì học những cái xấu xa đồi bại. Đấy. Đấy, ví dụ như thằng Amiang nó học về rượu bia thì nó toàn học cái xấu thôi. Ôi, cái rượu bia nó đang cấm tốt quá anh. Thế mới được một phần cấm đấy. Không, nhưng mà bọn anh luật không chưa. Không cấm rất là tốt. Thế nhưng mà chưa mới được mới gọi là được 20% của bọn anh mong đợi thôi. Bởi vì này, chặn thằng rượu bia ấy. Như bây giờ ấy, phạt thế là đúng. Thế nhưng mà phạt đấy vẫn mục tiêu lấy tiền của dân là chính. Nhá. Đấy. Và cái chính muốn chặn được rượu bia ấy thì phải chặn để không cho người trẻ bập vào rượu bia. Đấy, mà muốn chặn không cho rượu bia thì phải cấm quảng cáo là một, thứ hai là đánh thuế thật nặng trong vấn đề bán là hai, thứ ba là các cái vấn đề liên quan đến gọi là sự có sẵn ấy phải chặn. Đấy, đi song hành với có đấy là vấn đề phạt về kỳ lái xe. Thì ông, nó thấy nó giảm nhiều lắm anh. Ô, giảm chứ, chắc chắn là dân mình giảm, bởi vì dân mình chỉ cần đánh vào cái khoản đấy thôi là chắc chắn được. Thế cho nên là anh biết về lần này gặp gỡ bạn bè xong anh sẽ viết vài bài thêm về rượu bia. Ngày mai đây này, ngày kia đây này, thế là 21 đúng rồi, ngày kia là 21 nhỉ. 21 là bên anh làm tổng kết cái liên minh NCVN đây này, mà sẽ nói về vấn đề rượu bia này. Đấy, thì bọn anh là chủ lực trong vấn đề vận động lực rượu bia mà. Nói chung là bọn đấy nó căm anh lắm đấy. Bọn công nghiệp rượu bia là nó căm anh lắm đấy, bởi vì nó đã ban đầu chủ là không được ra luật, chỉ ra văn bản dưới luật thôi, ý định. Thế là vì bọn anh chống đến lúc là qua được cái vòng 1.